Cũng lại một bộ đôi khá là hợp lý các bác nhé. Cái này là chiếc âm ly hết số của cái dòng Ethercat 907 Ethercat này, công suất rất là khỏe, 370W. Nhưng mà sở trường của em này nó sẽ thiên về nhạc chi tiết nhé. Anh em để ý nó sẽ không có lao lớt. 907 Ethercat là như vậy nhé. Đấy. Lô này về số về cả 707 các cáp, 707 các sẽ dành cho anh em là tích nhạc mạnh hơn. Mặc dù công suất thì 320W, còn em này công suất 370W điện 100V. Đấy, nghe những cái dòng nhạc chi tiết trữ tình rất là hợp lý luôn, rất hay luôn. Đấy, lực tốt. Trước này về thì các bác có thể xem hồi gỗ này. Hồi gỗ đẹp này. Vân nâu đen, chỉ vàng cũng đẹp nhé. Các cái núm này đều rất là đẹp luôn. Được chưa? 370W điện 100V. Đặc biệt là vừa rồi các bác thấy em ghé với một cặp loa, chưa nói về cái mảng tiếng nhá, nhưng mà về hình thì nó rất là hợp. Ngay ngẫu nhiên này các bác nhìn cái vân của cái thùng loa này, nó giống y như cái vân của cái hồi gỗ luôn, cũng vân đen. Đấy, đen nâu nhìn rất đẹp. Mà cái thùng loa này nó là dạng của simili vở sân mài piano ấy. Nó còn đẹp, nó còn đẹp hơn cả hồi kia cơ. Nếu mà đánh giá đẹp hơn cả hồi kia. Đấy, các bác nhìn này, đây tep ribbon này, trùng này, nhìn trùng rõ, trùng rất là mọng đẹp. Em này sở hữu bass 32. Đấy. Quay trở lại cái cặp chiếc 907 được các cái kìa. Thì nếu gu nhạc của các bác như em nói đấy, thì các bác nên chọn 907 được các. Còn nếu trường hợp mà các bác mà thích quánh kiểu bạo lực hơn thì các bác nên lấy 707 được các, nó cũng y chí như thế nhé. Cũng hồi gỗ chỉ vàng, nhưng em này thì thiết kế có lao lớt. Công suất thì nhỏ hơn. Công suất em này thì chỉ có 320W thôi, nhưng mà đánh lực thì lại tốt hơn. Lực thì lại tốt hơn nhé. Anh em quan tâm thì liên hệ với shop nha. Cảm ơn các bác.